Xin chào quý các bạn, trên hình bạn thể thấy đây một loạt các main của Xiaomi Poco F3 sửa các thể loại mà không có phương án nào khác ngoài việc thay mới main. Hiện tại di động cao cấp.vn có sẵn tất cả các link phụ kiện của Xiaomi Poco F3. Riêng đối với phần bảng main thì luôn có sẵn tại di động cao cấp.vn, quá trình thay thế sửa chữa bị các bạn khi cần. Những khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động cao cấp.vn, cầm địa chỉ thay mới main, sửa lỗi hỏng main trên Xiaomi Poco F3. Quý các bạn đừng ngần ngại liên hệ kỹ thuật viên để di động cao cấp.vn. Tùy theo từng trường hợp sẽ có phương án thay thế sửa chữa nhanh chính xác cho quý các bạn. Những khách hàng ở xa, quý các bạn đặt hàng, chúng tôi sẽ ship main Xiaomi Poco F3 đến tận địa chỉ quý các bạn yêu cầu, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Để tư vấn rõ hơn, cụ thể hơn dịch vụ thay thế sửa chữa Xiaomi Poco F3, sửa các lỗi sự cố liên quan phần bảng main của Xiaomi Poco F3. Quý các bạn đừng ngần ngại liên hệ kỹ thuật viên để di động cao cấp.vn để tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết quý các bạn. Xin cảm ơn quý bạn đã xem video để di động cao cấp.vn.